Kênh Giải trí Tổng hợp xin thân mến chào bà con nông dân. Hiện tại là kênh đang có mặt tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay kênh xuống đây đang tham quan cái vườn dừa Mã Lai bà con. Vườn dừa này nói chung là trồng là chuẩn nhất luôn. Chút xíu là kênh lấy cái cọng dây kênh đo cho bà con xem là cái khoảng cách trồng. Giờ là chủ vườn ta đang vệ sinh đó bà con. Còn xung quanh dưới đất thì người ta trồng cỏ để cho bò dê đồ ăn. Nó vệ sinh cho nó hạn chế nấm khuẩn. Với mấy con bọ cánh cứng nữa tấn công vô cây dừa. Thì báo bà con nông dân thì cây dừa này hiện tại là ở giai đoạn tuổi là 20 tháng đó bà con. Nhưng mà lứa mẹo ra tháng thứ 17 lận. Nay là mấy tháng nữa là bà con thấy lứa mẹo nó bự rồi. Có mấy cái đám trên là kế bên đây nữa là nó đã cho trái hơi to to rồi. Thu hoạch rồi. Thu hoạch rồi. Bà con thấy cực kỳ lẹ không? Mà mình phải nói công nhận trước đây mình có đi qua với lại vườn dừa này. Nhưng mà chưa có vô được tại vừa chủ vườn ta rào á. Hôm nay thì có mấy anh mấy chú là vô tham quan vườn với chăm sóc vườn á. Thì kênh sẵn ghé xin tham quan quay cho bà con xem cây dừa ở tuổi tháng thứ 20 mà nó đã cho trái cho ra lứa mèo rất lâu rồi bà con. Bà con thấy cây dừa nó còn nhỏ, cực kỳ nhỏ không? Nó chưa có bự. Mà nó đang ra lứa mèo đang cho trái nè. Bà con nhìn cái tàn tán của cây dừa chiều cao đó bà con cũng biết rồi, nó rất là còn nhỏ chứ chưa có bự nha. Có nhiều bà con nông dân nói là trồng dừa 17-18 tháng không giờ ra lứa mèo. Trong đó có nhiều người ý kiến vậy mà cũng có nhiều người ta trồng dừa người ta ý kiến vô ta nói là chính xác. Không giờ thay đổi được bà con. Cho nên quá trình mà ra lứa mèo sớm hoặc là trễ là do chúng ta trồng thôi. Chúng ta chăm sóc, đó, chúng ta áp dụng khoa học kỹ thuật để mà cho cây dừa chúng ta mau phát triển để mà nó ra lứa mèo. Có trái để nó có thu nhập. Hiện tại cái đường mương ở chiều ngang là khoảng bao nhiêu vậy anh? Hả? Đường mương mét 2 hả? Đường mương mét 2. Còn giãn cách cây là này là bao nhiêu? Mặt 6 mét. Khoảng cách tại cây này tới cây kia là cây này là kia vuông. Đúng 6 rồi, 6 mét vuông ha. Ờ, còn cái này 5 mét phải. Dạ, mặt clip 5 mét. Mặt clip 5 mét, cái ao là 1 mét 2. Ừ. Còn cây gách cây giãn cách cây là gọi là 6 mét vuông hết. Trồng đúng chuẩn luôn á bà con nông dân. Nói chung là cái vườn là trồng chuẩn nhất luôn. À, chú vườn chú thứ mấy tên gì chú? Chú bảy. Chú bảy cho con hỏi chú bảy là hiện tại là cái đường mương của mình của vườn của chú lên là ở dưới cái mặt mương là bao nhiêu vậy chú? Mặt mương là 1m2. 1m2. Còn cái mặt clip là nhiêu chú? Clip 5m. Mặt clip 5m. Còn hiện tại chú đang trồng giãn cách cây là mà khoảng cách là bao nhiêu vậy chú? 6m. 6m đều hết phải không? Cách cây khoảng cách 6m, phải khoảng cách đều luôn. 6m đều hết. Tính luôn cả diện tích đây qua bên bản mương luôn là 6m. Đó, cho nên bà con áp dụng là cái cách của chú Bảy nha bà con. Ví dụ như bà con muốn trồng sen canh có thể là chúng ta lên cái clip 4m rưỡi là lên 5m cũng được. Nếu chúng ta lên clip 4m rưỡi thì cái ao 1m7, chiều cái mương là 1m7. Nhưng mà tùy theo cái mặt đất, tùy theo cái gì vị trí địa lý mà của ở địa phương bà con nông dân á. Đất thấp quá người ta phải lên mương lớn. Còn đất cao người ta chỉ cần người ta lên mương 1m2 vừa. Dạ. Mà này chú là chú trồng cũng có sen canh bưởi. À. Dạ. Mà theo qua quá trình mà trồng dừa này so với cái cây lúa chú thấy sao chú Bảy? Dừa này trồng nó nhàn hơn lúa giờ. Nhập cao hơn. Nhập dừa cũng cao hơn đó. Dạ. Dừa nói chung là trong thời gian vừa qua con thấy là giá dừa rồi nó cũng ổn định. Ổn định. Mà với hai nữa cái nhu cầu dừa giờ sử dụng rất là cao, đặc biệt là dừa ở tại mình đây dễ bán không chú? Dễ. Lái về tới chỗ mình chỉ đứng đếm lấy tiền thôi xong vậy đó hả? Lái tới chỗ là chỉ là đứng ngồi coi nó đếm rồi lấy tiền xong xong nó tự nó cắt luôn hả chú? Khỏi trả cái gì hết. Dạ. Lúa phải trả cắt ngôn lum rồi chú phải cài rồi chú phải phóng rồi phân thuốc rồi xịt rồi muốn nhổ cỏ tùm lum. Vừa này mà dạy vô phân kỹ thì phân lúa là chắc trái dữ dằn lắm à. Dạ. Cái này đâu có vô nhiều đâu. Dạ. Cứ tháng rồi thả nó vài nắm rồi. Dạ. Cầm chừng vậy. Dạ. Vừa này giờ ba được nhiêu tháng rồi chú? Vừa này khoảng 20 tháng á. Dạ, 20 tháng. Cái này khoảng tháng 17-18 tháng là bung lúa mèo hết phải không chú? 18 tháng là có lúa mèo. Dạ dạ. Này nói chung vườn dừa của chú quá chất lượng luôn. Cái này là chú trồng ba cái cỏ ba rau trà này ở dưới là chú cho gì ăn vậy? Ê, cho bò ăn. À, cho bò ăn. Kệ gì cũng được hả chú? Với mùa nắng cho nó mát đất á. Dạ dạ. Đừng nứt đất. Dạ dạ. Cái này là chú bồi bùn ở dưới gốc chắc cũng thời gian vừa qua ha. Ờ mới đây à. À bồi đặng cho nó ấm gốc để phân cho nó bén dừa. Đúng rồi. Dạ.
Mà thường trồng dừa này nó vào mùa mưa cho nắm khuẩn dữ không phải không chú? Cũng tùy thêm miếng đất mà đất cũ á nó mới bị nắm nhiều. Dạ. Đất mới lên ít có vụ đó. Dạ. Như, em thấy đi vòng vòng mấy cái đám dừa mà đất cũ trồng lại nó dễ bị chết đọt. Dạ. Nắm khuẩn quá nó bị thối nhũng đột dừa phải không chú? Chứ dừa nếp mới này hoàn toàn không có bị một cây nào hết. Dạ. Một năm khuẩn hàng thấy riệp sáp nó cũng có số địa có riệp sáp thì không nên đề gì riệp sáp là ngày và tháng nắng nó lên với tháng mưa nó tuột gốc hết. Dạ. Mình cũng có cách xử nó. Dạ. Cái ở đây đuông còn giữ không chú? Không, mình cứ bỏ chắc trùng cứ nửa tháng bỏ một lần sơ sơ trên đó là không có luôn nào rớt. Dễ ha. Dạ dạ. Ở đây hiện tại giá dừa cao không chú? Nếu xô không lớn không lựa thì 80. À 80. Cái lựa 90 70. À 90 70 ha, nếu mà không lựa thì 80. Không lựa 80, ở vậy cũng được. Người ta lớn. Đi xô mà. Dạ đi xô cho nó gọn. Nó gom lại cái cho nó khỏe. Ở đây chắc dân người ta trồng dừa nhiều hả chú? Còn đó giờ trồng dừa mà. Dạ. Thanh Long mình chết rồi. Dạ 90%. Thanh Long thì nói chung là do cái tình hình dịch giờ là ba cái nông sản của mình qua Trung Quốc hơi khó khăn. Dừa giờ đang bung lưỡi mèo rất nhiều ở tuổi thứ 28 nha bà con. Ý xin lỗi ở tuổi tháng thứ 20 nha. Gốc rất là to. Đó thì nay là kênh cũng đã chia sẻ cho bà con biết được là khoảng cách trồng như vậy chuẩn nhất 6 mét. Chưa có lóng mà nó đã có trái rồi. Dạ chưa lóng đã có trái hả? Đã có trái rồi. Dừa giá dừa lúc này cao thấy vậy là cũng phấn khởi quá ha chú. Dạ. Để chú vác ba cái cỏ ra chuẩn bị về cho mấy con bò nó ăn đó bà con nông dân. Hiện tại đây chú đang trồng bưởi sen canh với thêm dừa đó bà con. Để kênh nhảy qua cái. Đó và cây bưởi nó nằm ở giữa tâm của hai cây dừa là ở cự ly là 3 mét đó bà con. Nhưng mà dừa thì trồng ngay giữa, còn bưởi trồng ở mấy hông. Thì sau này bưởi này nói bà con là bưởi da xanh. Mà nếu mà sau này người ta để dừa cao lên rồi đó thì bưởi nó ở dưới nó rất là tốt nha bà con, ít có bệnh lắm. Bà con cứ yên tâm là trồng bưởi là phải trồng bưởi da xanh nha bà con, chứ đừng có trồng bưởi khác. Bưởi da xanh thì giá cả nó ổn định. Tuy bưởi da xanh nó khó trồng nhưng mà nó có chất lượng hơn. Còn những cái bưởi khác thì chúng ta không có giá lắm. Cho nên bà con trồng là trồng bưởi da xanh. Nó vừa bà con thấy mới tháng thứ 20 mà nó bung lưỡi mèo trái khủng khiếp luôn bà con. Ở đường mương có 1m2 à. Cái diện tích đất này mình nghĩ cả mẫu ngoài mẫu bà con, rộng thênh thang luôn. Ta trồng đúng quy trình luôn, chuẩn luôn. Nên bà con thấy vừa đang bung lưỡi mèo bung trái thấy đã ghê không? Còn như đây nói bà con thì người ta xịt toàn ba cái thuốc buron để chống rụng thối trái nha bà con. Ba cái thuốc buron cho nên ít cái rụng thối trái lắm. Cho nên bà con thấy dừa là lúc nào nó cũng đầy ấp cây. Ở đây nói bà con dân là không có chỗ nào mà trồng dừa mà không bị rụng thối trái. Nhưng mà chúng ta phun ngừa trước đi để chúng ta hỗ trợ cho nó chống cái rụng và thối trái. Dừa mà chưa ra lóng gọi là mình ra lóng là lên cái thân đó bà con là nó hở ra nhưng mà đã trái hoàn hoại rồi. Cái này khoảng chừng 3 tháng nữa chúng ta có thu hoạch rồi bà con. Trái cực kỳ trái. Nó hôm nay cũng gặp chú Bảy là chủ vườn dừa ở xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã chia sẻ cho bà con cái cách trồng đó, cái cách trồng, khoảng cách trồng và giá cả hiện tại của dừa Mã Lai đó bà con. Và thời gian nó ra lưỡi mèo, chính xác là 17 tháng ra lưỡi mèo bà con. Giờ là tháng thứ 20, nghĩa ra lưỡi mèo nay được 3 tháng rồi. Mà chú có nói là cắt được một hai hoài bán ở trên cái vườn dừa này đó bà con. Riêng cái vườn dừa này nói bà con tại nãy có chú Bảy không ấy chứ ở đây nó có nấm với riệp sáp rất là nhiều, nhức nhở các bà con. Nhưng mà hôi của chú vườn người ta thì ta có giải pháp để người ta trị. Nấm thì bà con cứ biết nấm khuẩn thì nó sẽ gây rụng thối trái. Còn riệp sáp nó dễ bị đen trái và nó cháy đốm lá vàng lá. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên bà con chúng ta nghiên cứu chúng ta chăm sóc cái vườn dừa mình. Bà con có muốn trồng dừa thì chúng ta làm kinh tế thì chúng ta xác định trồng dừa Mã Lai là mang hiệu quả kinh tế là lẻ nhất. Đó, nó dễ chăm sóc đó bà con. Bà con trồng sen canh một loại thì bà con nhớ nhét bưởi vô nha. Bưởi sau này nó sẽ đi song song với cái tuổi thọ với cái dừa luôn. Nó rất là ít sâu bệnh khi mà nó ở dưới bóng mát của cây dừa. Nó vẫn cho trái, vẫn có năng suất bình thường.
Thì dừa này chúng ta thấy nó ra lưỡi mèo như vậy nè, ở dưới nó còn yếm còn bẻ rất nhiều, nếu mà rảnh thì chúng ta vệ sinh. Bà con thấy nó đậu trái, nó lùn xịt, nó đậu trái cũng khiếp. Và lưới mèo, những lưới mèo ở trên đó bà con, nó sắc rất là to nha, rất là to, rất bự. Bà con thấy nè, cái lưới mèo nó bự, giờ mới mà gần này quạnh còn có 30 đó bà con. Ở trên chi chích lưới mèo thấy không, rất là nhiều. Thì ở đây xung quanh dưới đất, xung quanh thì người ta trồng để cỏ đó bà con. Rồi xong đâu mình cắt cỏ mình cho bò cho dê đồ ăn nó cũng được. Còn bà con muốn để cỏ ở dưới cũng được, hoặc chúng ta muốn tiêu diệt cũng được. Giờ mùa khô thì có cỏ này nó giữ ẩm luôn cũng được, chứ nó cũng tốt. Nhưng mà đừng để cỏ sầm quất quá, lúc đó nó cũng dễ bị sâu bệnh bà con. Với cỏ nhiều quá nó hút ba cái phân của mình. Bữa này giờ là trồng nó đang cho trái bà con. Trái cũng khủng khiếp dưới gốc nè. Trái khủng khiếp ha. Trái nhiều tùy theo cái độ tuổi chúng ta để cho nó phù hợp. Để nhiều quá nó cũng si cây bưởi ở từng cái thời điểm một. Đó thì kênh cũng xin chia sẻ lại là cái dừa này là trồng đúng 6 mét chuẩn nhất luôn đó bà con. Mặt clip ở đây là người ta lên là 5 mét. Mặt clip á. Vừa nghe mặt clip 5 mét. Còn cái ao ở dưới là cái mương, đường mương dẫn nước là 1m2. Còn phải cách trồng là đúng 6 mét vuông luôn. Trồng rất là bài bản. Và 17 tháng là dừa bung lưỡi mèo. Dừa này giờ ở tuổi tháng thứ 20 nha bà con. Tháng thứ 20. Dừa phát triển rất tốt. Tuy cây còn nhỏ nhưng mà trái rất là đầy cây đó bà con. Giá cả nãy cũng nói rồi, giá cả thì vô lúc này cũng dao động vào vừa mùa khô với qua mùa mưa. Nhưng mà giá năm nay giá dừa cũng ổn định cho nên bà con rất là phấn khởi. So với thu hoạch trồng lúa thì dừa nó nhàn hơn, khỏe hơn. Chúng ta cũng ít có bỏ thời gian chăm sóc nhiều hơn nữa. Còn lúa thì chúng ta phải chăm sóc, phải là thủ công rất là nhiều, chi phí rất là nhiều. Còn dừa thì bà con cũng biết là nãy chú Bảy cũng nói là bây giờ là cứ tới thời điểm là lái nó vô nó hái thôi, rồi mình cứ ngồi đó mình điếm dừa rồi tính tiền, quá sướng. Đây vườn dừa này tọa lạc ở tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây tôi chia sẻ cho bà con xem để chúng ta tham khảo ha. Rồi kênh cũng xin cảm ơn bà con nông dân đã theo dõi cái vườn dừa Mã Lai nha bà con nông dân. Anh chào bà con luôn anh. Ôi, chào bà con. Dạ. Cảm ơn bà con hết. Dạ. Mốt có bà con về đi tham quan rồi mình tạo kiện cho bà con tham quan giao lưu rồi ha anh. Rồi. Dạ dạ. Thoải mái. Dạ. Ở dưới quê mình là vậy đó, cái gì vui, cái gì có kinh tế hay chia sẻ cho bà con vậy đó. Dạ. Cho bà con làm giàu lên mà. Dạ, làm giàu lên, giúp nhau làm giàu trong cuộc sống mà. Cái đó là cái truyền thống của người Việt Nam mình từ xưa giờ. Dạ. Không ai giấu ai. Dạ, không ai giấu ai. Đó là cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta từ xưa tới giờ. Rồi kênh giúp thì nghèo mà. Dạ. Rồi kênh xin trân trọng kính chào và chúc bà con và nhiều sức khỏe nha. Và chúng ta nghiên cứu trồng dừa và áp dụng học cái thực để mà có những vườn dừa đẹp như vườn dừa như thế này và khoảng cách trồng như thế này. Rồi kênh xin trân trọng kính chào ạ.